Xin chào cô chú anh chị các bạn. Bữa nay là ngày 12 tháng 8 là sinh nhật của Tiền, cho nên là xong rồi mà chị Hai với Xuân Qua thì đi giường rồi, chưa có về, cho nên là tối nay mình định làm món gì đó cho mấy chị em ăn mừng sinh nhật của Tiền. Mà nhà cũng nhà mình không có đi chợ, mình có đồ mà mình thịt cá rồi này kia là có sẵn, mua sẵn để tủ lạnh ngăn đông lâu rồi. Còn bây giờ mình đi hái một miếng rau, mình về tối nay mình sẽ ăn ăn lẩu ha các bạn. Rồi các bạn đi hái rau với mình nha, rau muống ở ngoài vườn, tối nay mình ăn lẩu. Tại hôm trước thì Tiền có mua con mực nang cũng bự bự, tối nay ăn lẩu mực. Ra ở ngoài này nè, có đám rau muống ngoài này nè. Rau muống này rau muống đỏ nè. Tối nay nhúng lẩu ăn ha các bạn. Nhà có gì là mình bỏ vô cái đó chứ không có đi chợ. Bún thì ăn bún khô. Nhà còn miếng tàu hũ bỏ vô nấu lẩu ăn với lại cá mồi các bạn. Là toàn là những cái đồ mà mua để dành á. Sáng sớm mình chưa ngủ dậy là Huy nó chạy vô kêu: "Dì ba, dì ba dậy dì ba, bữa nay là sinh nhật dì Tư đó, bữa nay là sinh nhật dì Tư đó." Chạy vô nói tước vậy đó, kêu vậy. Mà không biết ai nói với nó nữa. Rau muống này là rau muống đỏ. Đã chưa? Con mực này là con mực nang. Con này để ăn đông á. Để. Còn đây là con tích. Con tích ở miền khác còn kêu là con bè bè gì đó. Nè. Cái này nặng à. Hình như là chưa luộc Tiền ơi. Sao thấy nó đã đỏ? Kiểu như chắc cũng có trụng sơ rồi, nó ngon á. Trụng sơ á. Để đó nó không có bị thịt nó không có bị bở trụng sơ. Như cái hộp này nặng á. Mấy con bằng nhau không à? Đây rau mình mua thêm. Hồi nãy mình Hồi nãy mình kêu đây là tàu hũ, giới thiệu cho các bạn coi nè. Tàu hũ nó để là tàu hũ Nhật. Của Nhật mà tàu hũ rau củ nè. Ngon dữ lắm các bạn, ăn giống như là chả chai vậy đó, ăn ngon hơn tàu hũ bình thường của mình, giống như cái gì cá viên, giống như cá viên chiên cá viên chiên mà để dành ăn lẩu á, thì có rau củ á. Wow, con ngon giống vậy đổ ra thì thấy con mực nó bự thiệt. Trời ơi, con mực nang mà nó bự nè, bự bằng cái mặt con luôn á chứ bự dẫn nè, đúng không? Ừ. Ủa có cái ngoài đó nè. Đông, còn đông, còn đông đá. Nè nè, dơ lên lại nè, to nè các bạn. Nè đây được rồi nè. Bự thiệt.
tôi chán luôn á. Rồi cá thì mình có cá mòi ha, còn hai hộp, hai hộp cá mòi đó. Vậy là được nồi lẩu nè, mực với cá tàu hũ là được nồi lẩu rồi. Còn cái này thì một lát mình sẽ làm răng cái gì trái tỏi. Mình không có đi chợ, ngay mình mượn nhỏ tạp quá nó ship. Nay nó sắm một cái chiếc xe để đi ship đồ luôn rồi. Không uống nè, bỏ lá hả? Đi quên rồi. Cái hồi nãy thì Vi á, hồi nãy biết nói sao không? Ba dạy nó ăn lát chút gì tư xinh đẹp, vui vẻ nha. Không, con xinh đẹp, con xinh đẹp nhất, chút gì tư vui vẻ thôi. Dành nó dành xinh đẹp nhất. Cái ba mới nói là không có đâu, thì tư xinh đẹp mà con cũng xinh đẹp nữa chứ ba đâu nói con xấu đâu. Cái này, vậy hả? Thôi tội nghiệp, biết gì không? Hồi nãy ăn quýnh nó đó, không có dám kêu nó là lại giặt vườn tôi coi sao, tại sợ coi vậy mấy mốt nó biết sao. Cái nãy tắm vậy đó hả? Giặt vô con nguyên một lần ngay đít luôn mà làm thinh, con nói tiếng nào trơn á. Thấy thôi chứ không nói, ai biểu không lì thì mới quýnh chứ. Quýnh một lần ngay đít luôn á, thấy mà thì thấy đồng nghiệp thấy xót á, nhưng mà kệ nó vậy cho nghe lời. Sinh nhật cho dễ. Cảm ơn Vi. Không Vi mấy. Ủa sao nay Vi xinh đẹp chứ ạ? Nay Vi làm nay Vi làm gì nè? Nay Vi là gì? Công chúa. Công chúa gì? Công chúa Elsa. Trời ơi, hèn chi tôi thấy giống công chúa Elsa quá trời luôn. Ủa nó đẹp mà nó lấp lánh mà nó chớp. Nó cứ ồ đẹp thấy ghê luôn à. Nay sinh nhật Vi hả? Chứ sinh nhật ai ạ? Vi hỏi bánh kem hôm nay, Vi hỏi bánh kem không? Có. Có hả? Bánh kem đâu hỏi? Bánh kem đâu hỏi? Ở trong tủ lạnh. Bánh kem đâu có hả? Dạ, mới mua. Ai mua ạ? Dì Tư cứ ăn. Rồi chúc dì Tư sinh nhật vui vẻ rồi gì sao nữa? Rồi, hôm dì Tư cát đẹp. Vậy có chúc dì Tư gì nữa không? Vui vẻ. Vui vẻ thôi hả? Không chúc gì tôi xinh đẹp hả? Cá gì? Chúc lại đi. Chúc gì đây xinh đẹp và vui vẻ. Nó. Cảm ơn Vi nha. Có thịt phải không? Thịt không đâu mà. Nè nguyên thịt là tôi thích, có gạch nữa. Gạch đều luôn mà. Con nào không có gạch hết. Cắt sẵn vậy thôi mình làm. Mình ăn luôn cho nó dễ ăn. Chứ hồi mình cắt nữa, xào cháy tỏi lên gọi cho bà cắt bỏ cái nó mất tỏi trơn rồi ha. Cắt nhiều quá mất thịt cũng không thích đấy. Mình hái ớt một chút xíu cái mình làm nước mắm. Chín quá chừng. Chim nó ăn dữ lắm các bạn, tại vì trái cây á. Ớt là cũng trái cây á, nó ghé nó ăn dữ lắm.
giờ mình cháy sả với tỏi. Đó, mình nấu lẩu nha các bạn. Đây nè, có sả đây nè, quả ít thôi. Đó. Một chút, còn một chút thì mình bỏ như sau. Giờ mình bỏ vô đây sa tế nha các bạn. Không có bỏ ớt nhưng mà cái sa tế này nó cay lắm. Bỏ vô miếng cà. À, lát lấy màu. Thơm rồi đó. Mời vô chơi để thấy á. Cái chỗ đúng rồi. Đây là hai con là hai. Nước tắc. Nè, với đường với muối để mình nêm á các bạn. Mình nêm vô đây ha. Đang có hồi cái tỏi. Cái này hình như mình có cái nêm vô đây. Mình không biết là nó vừa hay không. Hồi nãy mình nếm trong nước này thì không chưa có chua đâu. Đây, con mực nang này á mình chỉ mần xong rồi cái mình để nguyên vậy nè. Mình bỏ vô nồi luôn nha. Y chang như ở trong quán các bạn, quán lẩu mực khổng lồ á thì người ta cũng vậy nè. Ta cũng để vậy nè các bạn. Chút xíu mình bỏ lên, mình khi nào mình ăn mình mới xắt ra. Vậy là hấp dẫn lắm luôn á. Đây là hộp cá mồi. Mình giờ mình tháo cái hộp này ra nè, nhưng mà mình chỉ bỏ nước vô thôi, còn cái cá mồi. Cái thịt của con cá thì chút xíu mình để vô sau, mình chế nước vô thôi ha. Nước cà, nước này nước cà. Chế nước cà vô. Đó. Hai hộp, mình còn hai hộp, mình bỏ vô hai hộp. Đó. Chế tỏi thì nhiều tỏi ăn mới ngon các bạn. Đói chết từ sáng giờ luôn. Ăn hồi xa hồi trưa ăn có một chén cơm hả, để bụng ăn sinh nhật đó. Còn Vy để bụng ăn bánh kem. Nó lém rồi. Ngon. Ngon đồ tư nè. Vàng hết trơn nè các bạn. Thôi, ở đây ngồi đó lùng quá lùng. Chứ mình không có để cho nó quá vàng. Cười. Rồi con ăn đi con. Cái tích này thì hồi nãy thì cắt hai bên rồi. Lát mình ăn thì mình chỉ lột ra mình ăn thôi. Bỏ vô miếng tỏi cho mình xào xào vậy nè, cho nó áo tỏi bên ngoài nha các bạn. Rồi. Rồi xong rồi rắc này lên nè. Thank you.
Con thấy nhỏ này, em vô con thấy chị gái này giống Tư không? Dạ. Đây là cái bánh kem của mà Tiền. Tư không giống vậy. Đây, Happy Birthday Tiền. Ngày 12 tháng 8. Con hết ạ. Ngon hết hả? Ngon không? Dạ ngon. Đâu, đây cái này có bông bông hồng nè, với lại mấy cái viên sô cô la hay sao á. Có một cô gái đen thù lùi. Ừ, này ăn được nè. Cái này chắc cô gái Mỹ Đen hả? Mỹ Đen. Thôi con muốn ăn liền. Từ từ xíu ăn. Đóng mực mực nang. Con mực này bự ghê luôn nè, các bạn thấy bít cái nồi luôn nè. Chừng nào một chút mà cái mình ăn cái mình cắt nó ra. Nhìn cái dầu nó giống sâu ghê. Nấu vậy thì nó không có bị teo các bạn. Cái lúc mình ăn mình mới cắt ra nó không bị teo bằng mình cắt nhỏ. Đây là thịt bò với lại tàu hũ rau củ. Đây. Cá mòi, nước mắm. Đây là rau nè. Rau muống với hồi nãy rau nhà mình đâu không bỏ vô. Này rau mình mua thêm á các bạn. Thôi nhà mình để mời luôn cơm. Tôm tích cháy tỏi. Hấp dẫn quá. Bánh kem. Bánh kem Happy Birthday Tư Tiền ngày 12 tháng 8. Tổ mà của con ở đâu? Về 5 tuổi thì mặc vẫn còn đầm mặc cái đầm đó. Đó giờ con chui bụng mẹ con đi. Cái gì? Hồi đó dạ. Giờ 5 tuổi cái bụng như con mưa. Hồi đó mẹ Khánh Vy, mẹ có bầu Khánh Vy, mẹ bận cái áo này nè. Cái mẹ đi đẻ cái mẹ cũng bận áo này. Thằng cây Khánh Vy mới còn bú cái mẹ cũng bận áo này. Xong cái giờ Khánh Vy 5 tuổi mẹ cũng bận cái áo này. Thấy mẹ hay không? Tại sao vậy? Tại sao vậy mẹ? Con chưa được chờ áo này mẹ bật có ngứa không? Không. Không có ngứa. Chút nữa con chui vô đây nha. Tôi giữ cái hộp quẹt hay chút con chui vô lại nha. Bật thì đi. Khi đổ đi qua. Chút nữa Khánh Vy ăn cái món nào nè. Dạ con muốn ăn bánh. Thì kéo rồi. Con muốn ăn bánh kem của sinh nhật chị Tư không mà không ăn cái gì hết. Sao vậy? Chị ăn bánh kem thôi. Tích tích cái miếng. Màu hồng. Màu đất màu đỏ. Màu hồng. Màu hồng hả? Hồng. Nhà Tư đổ màu hồng đậm. Màu này với màu nào đó màu này. Có lâm chơm đây nè. Dạ hai cái cũng đẹp nha. Mình chủ yếu mình không bỏ cái cá màu vô trước mình sợ nó nát các bạn. Mình chút ăn nước sôi lần này bỏ vô cho nó nóng nóng nè. Đây nè mẹ để riêng bận một phòng nhà con cho cái màu hồng đậm. Giống đó. Đây là tinh tích cháy tỏi. Dạ. Giống mẹ. Có không? Có. Đây là bún. Gấp bún rồi phải không? Đây bánh kem. Ngày mai mình chụp hình mẹ bận áo này. Đốt bánh này đi. Vi. Quay qua đây ngoại con lại sau lưng bà ngoại kìa. Dạ. Mày nhét vô, Đứng nha, đứng sau lưng bà ngoại. Sau lưng bà ngoại. Đứng nha, đứng sau lưng. Rồi. Rồi. Chưa. Hát, con hát đi. Con hát. Mẹ hát đi. Con hát nữa thôi mới cho hỏi bánh kem. Mình hát chung đi, mình hát chung nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Khánh Vy. Thôi hỏi đi con. Chúc mừng sinh nhật chị Tư đi. Chúc mừng sinh nhật chị Tư. Rồi sao nữa? Hỏi. Chưa. Chúc chị Tư. Chúc chị Tư sinh nhật vui vẻ. Rồi sao nữa? Rồi không. Cảm ơn Vy. Hay quá. Một bữa kem gì? Bánh kem của ai? Vy nó hỏi tôi mấy cái bánh kem lần. Thấy không? Ai sinh nhật cái nhà người hỏi. Ủa cái này không để vô hả? Để vô chứ. Để vô nha. Nửa là té luôn. Nè xả. Bước lên từ từ. Bánh kem cho Vy ha. Dạ, con hết bánh kem to đùng. To đùng, bánh nhân to đùng. Con người là Coca-Cola. Con người kìa. Không phải con người là bằng mũ, không ăn được. Là Coca-Cola nè. Lấy. Mượn. Lấy miếng giấy ra tiền. Dễ lên. Cái nào? Đó miếng giấy hả? Ừ, lấy ra. Cái này nó mắc cái bông rồi. Thì phải lấy ra. Đây nè, gỡ mũ mà ấy không được. Ăn mũ mà mũ được cắn sô cô la. Cắn thử rồi. Mũ. Mũ hay sô cô la. Cắn. Mũ hay sô cô la.
Liếm liếm đít chị Tư. Liếm đít hả? Đây là chị Tư nè. Gì Tư đây, gì Tư đây. Rồi trả. Rồi trả cho Tư. Xong, Tư cắm vô. Cắn đẹp Tư luôn ơi. Rồi múc cái bánh cho con Vy đó. Ngôi nhà con Vy ăn bánh thôi. Rồi từ nãy giờ mà nó thiệt. Có cái hộp gì vô? Có hộp con. Cả hết hộp. Không đi ăn được không? Con cảm ơn được, Tư. Cảm ơn Tư. Ok. Để con mời mọi người đi. Không. Không, con mời mọi người đi nè. Con nếm cái con mời mọi người. Được. Dạ con mời mọi người đi. Dạ con mời mọi người. Ăn được không? Không, nó tích gì nè. Ngon. Cái môi bị hồng luôn á. Môi bị như thịt son luôn á. Em ngọt hả? Coi nè. Kem. Giờ lấy con mực ra rồi cắt để cắt ngoài đặng bỏ ba này vô. Ừ. Rồi bỏ. Ồ công nhận con mực này dai nha. Cái ngoài. Con nghĩ là ăn chắc thực luôn á. Cái đầu này không nó ngon. Ủa nghe tiếng không chưa? Nó sực sực luôn. Ý cái đầu bơi. Ngon không? Có hấp nước. Con hấp nước hấp dẫn quá cả nhà. Cái này ở ngoài chợ, ở ngoài tiệm á, quán cũng có bán cái món này nè các bạn. Cái món mực lẩu mực khổng lồ. Mực nang luôn, nguyên con bích nồi lẩu luôn. Mà không biết nhiêu nồi à. Cái đó mình không biết, mình chưa ăn. Trên Sài Gòn á. Cái gì vậy ha? Gì cui luôn á. Như một cái bảng của nó nè. Con em lại đẹp quá à. Ôi, bà đói quá đi rồi. Trời ơi, cắt rồi cái kéo nó cảm nhận là nó sực luôn mà. Đói quá, đói rồi. Con khát nước dữ lắm mà. Trời ơi con nè. Mình luộc vậy nè, nguyên con này các bạn. Đã hay ghê không? Mình luộc vậy nó không có teo mực. Còn nếu mà mình sắt ra, mình bỏ vô nồi, mình nấu thì nó teo nhiều hơn. Cả nước rồi bỏ cà chua vô. Gắp mực ra rồi cái mình bỏ thịt sống vô. Cho mực nó không có teo. Món bỏ ở đây với mẹ. Cái gì vậy? Cái mắt mực nó văng. Cái đậu hũ này ăn ngon ghê luôn á. Cái mồi. Nè con mắt mực nè. Cái mồi gì nào? À, ông cắt ra cái làm cái bọc. Văng. Rồi quay đi. Lấy hai. Này gấp gấp hai gấp đi. Cái này mình bóc bằng tay cho chắc ăn chứ không để nó nhảy. Nè. Lấy đi ba. Còn này nè. Thơm quá. Ờ nóng hổi nha, còn nóng hổi nè mẹ. Ăn nè. Con này nhiều trứng. Xin mời ông bà cô bác. Con mời ông bà cô chú chị nha. Con xin mời ông bà cô chú. Này vô mời hả? Em làm á. Thơm á. Ngon quá. Hai tiền. Ba sinh nhật bà. Xin mời các bạn, xin mời ông bà cô chú. Chúc dì Tư sinh nhật vui vẻ. Rồi bây giờ hồi nãy chưa ăn giờ ăn. Có mời ông bà cô chú anh chị nãy mới liếm mà tỏi ở ngoài à. Giờ lọ bia hết tao nữa. Nó mập Tư ơi. Mập không? Mập cơ mà. Đúng rồi. Gạch nè. Thịt cơ mà. Cái này ăn mà phải chịu dơ tay vậy á. Không dơ tay là ăn được. Cái này cắt hai bên vậy. Đây là gom con lọt cho mẹ ăn. Được chứ. Tính không ạ? Tính. Dập.
không biết sợ. Hồi nhỏ mày sợ con này mày không dám ăn à? Hả? Nhắm sau thôi mẹ. Nhắm sau thôi gì đó. Ngọt quá. Ghê nhất à? Hồi cái thời nó còn nít á, nó sợ con này à. Bắt được mẹ. Này nem vừa ăn này chị ba làm gần giống ngoài quán này nè. Gì còn thiếu gì nữa? Sao vậy vậy giờ mình để cái nồi. Hay gì có cá được mà. Ngồi mà nó cá giờ không có cá mình lấy cá nồi. Có gì ăn đó. Rồi, chén đâu? Chén, nó tràn rồi. Mực nè, chén đâu? Nè. Ủa chén của mẹ nè. Tự nhiên cái này mẹ. Vậy là dưới ấp mình mới có người hả? Người khứa cá là đủ luôn á. Lấy tàu hũ cho mẹ hai. Tàu hũ ngon. Mẹ có nè. Để đi. Bư lên còn. Múc cho hay. Ăn chưa? Chút xíu. Múc lưng này để dao vô. Rồi nè. Mực đây nè. Ngon quá. Ngon quá. Trời ơi. Rồi mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn sinh nhật với gia đình mình. Hay quá. Quá. Quá cà chua được không? Cà chua chưa sống mà cà chua nấu. Ủa ngộ hả? Vậy qua lấy tiền lấy cái cà chua nấu mà còn sống cho ăn qua. Ăn cà chua này cứ ăn cà chua còn nguyên vậy. Còn ba ăn cà chua nấu mới được, cà chua sống mà không được. Quên hết cho quên mấy cái màu gì. Nè chén con qua nè. Rồi lấy cho hai miếng ấy. Ngon quá, miếng mật đi. Rồi. Ăn gì khốn dữ, ăn có mực không hả? Có dao nè. Chân rồi nè. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Trời ơi, chị Tư múc nhiều quá. Rồi được rồi, thôi múc gì nhiều dữ hả? Ăn gì hết. Cái này ăn không? Cái tàu hũ này là ăn nó giống như chả, chả chay vậy các bạn. Chích vô. Hai. Ăn rau nè. Xin mời cả nhà nha. Đi ba. Sao? Tết cay. Làm gì vậy? Bỏ chiếc đó. Không mà. Xin mời cả nhà ăn một miếng mực. Mực. Nãy ăn rau mà. Cái chén đầy quá không có hấp rau được. Thôi mẹ không ăn. Mẹ không ăn cái rau. Nói cho mẹ à. Chị ba ăn cái rau đi. Rau dài nè. Mẹ ăn thịt. Rồi ăn rau ngắn không? Không, có rau ngắn nè. Ôi hết, có chừng. Chói lắm vậy. Mình cái súp chua luôn. Ăn nhanh nở được. Mẹ ăn rau mà. Có không? Mẹ cái giá đi chị Tư. Ăn nó lẩu ngon quá à. Mực ngon quá hả? Ăn nó lẩu hả? Chị ba nấu luôn. Chị ba nêm luôn á. Chị ba đang làm hai. Đâu biết. Nãy giờ quên chúc mừng sinh nhật tiền chứ. Tuần giờ chim ngon nhiều quá. Ngon quá.
đói đói muốn chết rồi. Tôi gấp cái cọng này đi. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ năm tới. Mình cũng ăn kiếm định nghệ quý nha. Cảm ơn mẹ. Nãy qua bà thì bỏ lẩu, bà có bà thêm miếng muối không? Có. Mà có bạch cháo lẩu hay gì? Không. Tự nhiên quá. Bỏ cái bịch cái chai gì á? Có hủ sạch tế rồi mà chứ còn như em tự niêm chứ không có bỏ gì nữa. Nay chị ba lên tay rồi. Lên tay thì lưỡng lên chân chết luôn. Chứ bộ không lẽ bình thường mình nấu lẩu dở hả? Chắc vậy. Không đó. Phải dở mà là bình thường chỉ nấu bệnh nấu lẩu sẵn thôi. Ăn mực thêm nè. Chúc mừng vô. Con mực này nhiều mà. Hồng nữa. Mực này nhà mình ăn hết luôn á. Mực quá bự mà. Mực này cái mấy á. Mực này mực mặn ngắn hay mực thường hả? À? Thường. Đông lạnh. Bám lắm gì mà. Để dành hổm nay á. Nay mới có dịp ăn á. Mới gấp ra hả? Mình mực dày mơ luôn á. Cho các bạn coi là miếng mực nó dày như thế nào nha. Đây. Đó, miếng mực của mình nó dày nha. Cầu cứng ngon. Thật thật phải không? Tấm vàng luôn. Dày lắm luôn á. Nó dày nha, không nổi luôn đó. Ăn nổi hàm, nổi răng. Nhưng mà con này ăn còn đỡ chứ con mực lá ăn không nổi đâu. Mực lá mà mực bự này ăn không nổi. Nhiều ta sơ sơ là tấm giam. Nhai không tiếc. Có mực thì ăn nó bình thường á. Chúng có đấy. Sực cũng giòn giòn. Hả? Bình thường có đấy không? Bình thường ăn lẩu ha. Ăn rau hao lắm mà bữa nay ai cũng lo ăn mực với ăn tôm tích không rau quần uy cũng phải ăn. Ăn rau rồi gấp rau đây. Gấp rau ra. Cái mực này. Mới cho chị ba rồi. Con cái nhỏ. Bữa nay để hồi tưởng hồi coi. Ngày 12 tháng 8 năm 1996. 1996. Ờ hồi hình như là hồi hình sáng để ăn tiền ngày hay gì á. Để đâu mẹ? Để xếp á. Để lẻ không mẹ? Dạ. Thì con nhớ là mẹ lên bảo mẹ lại đi sanh là con đứa nào cũng thanh thanh chạy theo ai á, chạy theo tỏn. Tiền nó nhớ là con tiền mẹ đợi đẻ nó nghĩ tiền đẻ xong rồi hình như cha ẩm chị hai chị ba lên đó. Đẻ ở mấy đêm tanh mà con hình như 2-3 đêm mà mẹ đẻ ăn tiền nha. Hình như đẻ cái đầu nó ra có người sẵn rồi. Để con nhớ mày lúc đó có không ta? Con cái đầu của hôm qua mẹ đẻ đầu hôm qua về thòn à. Lỗ mũi nó có bông. Lỗ mũi có một một một. Hồi đó tiền là bé là đau bụng mất. Cái là thật cô Quyên không phải là giờ bác sĩ trong giờ á. Trời đất ơi. Mẹ hồi đó cô Quyên mới ra trường. Anh là có một đứa con hai đứa con gì à? Mẹ đau bụng quá trời, nắm tay cỡ hồi cho tôi nắm nhợn chút, cho nắm nhợn chút rồi có hồi chị nắm đi. Nắm tay người ta thì thấy cái bụng bớt đau. Thế thêm động lực, sức mạnh. Con nhớ mẹ ẩm trong dài. Nè con nhớ nha. Còn con tiền con nhớ không rõ không? Mình đau bụng quá trời, mình dịnh người ta vậy mình đợi. Trời vậy đáng lẽ là chị ba. Đáng lẽ chị ba phải nhớ không rõ. Con không nhớ gì hết mẹ. Còn con á thì con nhớ vậy nè. Chị hai ẩm tiền làm gớt đất. Nặng quá không nổi. Sao vậy sao hồi đó con hồi đó giùm nhớ hả? Con nhớ hồi ở trên cái bàn đá đó, cái bàn hình chữ nhật bàn đá. Sao em bé mà làm như gì á? Tím nhát mình vậy. Mẹ kể vậy chứ ông. Dần cái gớt gớt đó. Mà nó có đội nó lên. Hàng chị giờ tính tấn
Bạch Ngã thôi đón xong rồi. Cái biểu Khánh ngồi ấm em cho mẹ, mẹ ăn cơm. Ấm 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 hồi cái buồn rồi. Mỗi tay buồn hả? Đó không đi cho mẹ. Nghĩ sao vậy, không thấy tấm hình hả? Có chút xíu à. Hả không, hỏi chị Hai hồi đó có Vi không? 8 tuổi à. 8 tuổi mấy rồi? Chưa được 8 tuổi. Sao chưa được 8 tuổi? Chị Hai lớn hơn con 4 tuổi. À mẹ tính theo ngày tháng á hả? Là 7 tuổi mấy. Hồi con 7 tuổi mấy là con giữ qua rồi. Mình giống đấy cái bếp vậy nè, hết hồi mà ẩm bỏ ăn luôn. Nãy giờ nè qua, con bự nè. Thôi lỡ lấy con nhỏ rồi, ăn không nổi. Nãy giờ chưa hên ăn. Hên quá giờ còn ngồi đây. Giờ ăn. Hên quá. Nên hên là mặc quần áo lạnh, đội nó lên là vô hết rồi. Nó không được. Ủa, sao hai tách gì hói tách vậy, em tách dễ mà, tách từ đầu nè, hai bẻ vậy nè. Bẻ ngang qua. Mày cũng tách mà. Ủa mới tới nói gì quên thiệt à. Lật nhiều quá ăn á. Rồi rồi rồi. Cái con ngẩn con này nó bự thì nó mặc thiệt. Đúng là anh. Ngay mùa dịch ăn sinh nhật tiền hoành tráng quá chứ. tại ở trong tủ lạnh sẵn á chứ. Thịt với gạch không à, lần đầu tiên ăn được con tôm tích mà cỡ ra được nhiều thịt như vậy luôn á. Bình thường mình ăn tôm tích á hả? Thịt nó cay héo à. Gạch không, thịt không luôn. Thịt không mà gạch nữa. Quá chừng mập nữa. Con tích thì mập. Mập thiệt luôn. Lần đầu tiên ăn được con tôm tích mà thịt như vậy luôn á. Còn này để dành bao lâu rồi Dung? Cái này để hồi lúc mà lâu rồi. Dịch chưa? Trước dịch á. Trước dịch hả? Trước giãn cách. Để đó vậy chứ con không tính. Không có tính tới sinh nhật tiền làm đâu. Vậy tới lúc mà nay thì còn gì làm nấy á. Ăn cái con nó đứt tay luôn rồi. Con nó bé lắm. Cho ấy cái giò ra. Đau cái giò quá. Dạ cho ăn con đi. À dạ. Mẹ ăn lọc cho mẹ ăn nha. Đứa lọc cho mẹ. Thôi mẹ không ăn. Con bự nè. Đây có tàu hủ để ăn ngon mà ăn mau ngán quá Dung rồi. Ủa con thấy ăn tôm tích này làm vừa ăn nè. Không bị lạc. Ừ, cũng thấy vậy. Vừa ăn. Thịt không không? Mà cắn nước. Vậy á. Người thân cũng lâu nằm. Bữa nay mình làm đồ ăn ngon quá. Nè mẹ. Cái con tôm tích mình cũng vừa ăn mà cái lẩu cũng vừa ăn nữa. Mà thấy công nhận bữa nay chị ba làm ăn ngon thiệt. Nghe tổ lỡ rồi. Ngon thiệt. Ba làm hải sản là ngon. Thiệt mà. Tới sinh nhật chị ba tiền làm này ra tay lại cho tiền. Bữa sinh nhật chị con làm mà. Ừ, bữa chị sinh nhật chị ba làm. Vậy một điều rồi. Ăn miếng mực này nó đã. Mà ăn tới giờ á. Tới giờ ăn gì cho hết tới giờ. Tới giờ biết làm sao không? Chạy nhúm nước tới giờ. Vậy thôi mà. Nhúm nước đúng không? Đâu cũng là vậy mà. Thôi nhúm nước ngon đằng cái á. Đó là bị cay mắt. Hả? Cay mắt là nửa chân. Đó là nhúm nước cái. Con làm rồi mẹ ơi. Không, nhúng ngón tay cái không hả? Không, tay giờ đi hết tay rồi. Mấy giờ ớt chanh nhăn mắt đi ra Dũng nha. Thập vợ Dũng cửa tới đường đâu ra tới Dũng. Thiệt hay mình nói là cái mẹo mà không phải.
mà bữa hôm qua làm theo luôn là hết hắn hỏi đi cái nó dũng mẹ lại chỗ rồi. Nào có nước là được rồi chứ đâu phải đâu nữa cái hồi mẹ lại mẹ còn nhỏ đó, đi ra dũng học vợ vậy thôi mà con xó nước bình thường nữa cũng hết nữa con qua nó làm kìa hết thiệt mà chứ đâu phải thiệt chứ không mẹo chứ không phải là ấy là ba có mẹo nhưng mà không phải là chọc nó là mẹo thiệt kiểu như cái chân ở dưới chân có mấy cái mạch đó thiệt nó nói gì nè nó cắn mối nó cắn mình mà mình chạy mình đi uống nước trước nó thì mình sống còn nó mà để nó uống nước trước mình thì mình chết vậy cái mối nó có cắn đâu có bắt nó cũng cắn có thì bự nè ngon quá con này bự nè cái lần đầu tiên mà ăn được tôm tích mà thịt nhiều bị luôn nó thịt chắc thôi ông ngoại đấy tỏi ngon quá chân gân mắt mà chạy nhúm nước rồi xuống đúng là bao năm chữa bắt đúng mà đúng thiệt mà làm chân có mấy cái quyển rồi huyệt á huyệt huyệt gạo thấy bình thường mình quá không ăn kiếm hẹp á anh điểm nguyệt cái đứng nhìn gu á không biết ai đâu quay theo lưng mình đâu làm thử tập thẳng nhưng mà ý là ở người mình có chỗ đó đó mà mình không biết có không có chứ có sao bác sĩ không nói ngu gì nói thì đâu nói anh ta học anh chỗ thật người ta biết nắng là điểm người ta bỏ chạy ai cứu thì cũng cái gì cũng có cái chờ cái cách trị nó chứ điểm bao lâu rồi điểm mày cứ em vô à chắc không có làm đậu không có đâu không được mẹ khó chứ khó à nhưng mà từ hồi đợi sửa xưa giờ không biết còn hay hết á còn không thì vậy nè điểm vô thì đứng nhưng mà không làm sao cho đi lại được á điểm lại được á giả sử như giải nguyệt á thằng kinh mình á người ta châm cứu mấy cái nguyệt đó có á ừ mình quay học dân tộc ấy châm cứu mấy cái giống như là giống như trên mặt có cái gì dân kinh số 7 gì đó giật cái méo miệng á giật hoài luôn á không có thì có hết đó hả có á có nhưng mà tại vì còn người ta không sử dụng người ta không cho người ta không chia người ta không hồi xưa á quýnh lậu rồi này kia thì người ta còn ấy chứ giờ người ta đâu có làm nữa bởi vì người ta đâu có dạy đâu vậy là qua bên Trung Quốc á mà lên mấy ông thầy tu hành trên núi á hỏi chắc biết mấy ông đó giờ xuống núi hết rồi mấy ông đó giờ xuống đất thì có chứ xuống núi gì ta nói ảnh nói nhiều chuyện kìa thôi bây giờ cả nhà mình ăn tiếp nha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Tiền mình xin chúc các cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.